Thưa quý vị, từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 4 năm 2019, đoàn công tác số 6 do Trung đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Biên làm Phó trưởng đoàn thường trực, đã ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và dài dàng DK1. Ghi nhận của phóng viên Vân Anh, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng theo chuyến hành trình cùng đoàn công tác. Đúng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 4 tại cảng 2 Đà Nẵng, quân chủng Hải quân tổ chức xuất quân tiễn đoàn công tác Đà Nẵng và các đơn vị địa phương ra thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Chuyến đi Trường Sa lần này do tàu KN390 đảm trách. Tàu chở hơn 200 lãnh đạo, công chức, viên chức 19 tỉnh thành và các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp trong nước lên đường thăm hỏi, tặng quà đồng bào, chiến sĩ đang sinh sống, công tác ở 4 đảo nổi và 7 đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa và khu dịch vụ kinh tế kỹ thuật phía Nam gồm 11 điểm đảo: đảo Sông Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Trường Sa Lớn, Đá Nam, Đá Thị, Lên Đao, Thuyền Chài A, An Bang, Đá Lát và nhà giàn DK1/8 Quế Đường. Sau hơn 48 giờ hành trình trên biển, chiều ngày 18 tháng 4, đoàn công tác đến điểm đảo đầu tiên, đảo Sông Tử Tây. Đảo Sông Tử Tây rộng khoảng 12 hectare, là đảo lớn hạng thứ 6 trong số các đảo tại quần đảo Trường Sa và là đảo lớn thứ 2 do Việt Nam quản lý. Trước đây thì mình cũng tìm hiểu về biển đảo của Tổ quốc thông qua sách báo rồi truyền hình. Bây giờ thì được trực tiếp sẽ được trực tiếp chứng kiến các hoạt động ở trên đảo rồi quân dân của mình ở nơi đó. Thì tôi cũng thấy rất là vinh dự và tự hào. Và thật sự là có rất là nhiều cảm xúc trong cái chuyến đi này. Ra thăm cán bộ và nhân dân trên đảo lần này, đoàn thành phố Đà Nẵng tặng gần 2 tỷ 800 triệu đồng, trong đó 2,1 tỷ đồng tiền mặt và 700 triệu đồng tiền quà và nhu yếu phẩm. Ngoài các hoạt động thăm hỏi, tặng quà quân dân trên các đảo và nhà giàn, các thành viên trong đoàn đã tham gia nhiều hoạt động thi đua, đoàn kết, nghĩa tình, lập công, quyết thắng. Những hoạt động của đoàn lần này không chỉ gắn kết nghĩa tình đồng đội, đồng chí tham gia cuộc hành trình mà còn góp phần động viên quân dân huyện đảo, cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn yên tâm, phấn khởi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Đi lên! Đi lên! Đi lên! Đảo luôn luôn bao giờ phản bội sức khai! Đi lên! Bên cạnh việc tham quan nơi ăn, ở, điều kiện công tác của bộ đội, thăm hỏi tặng quà, giao lưu văn nghệ, các thành viên trong đoàn Đà Nẵng còn tham dự lễ chào cờ và duyệt binh, viếng chùa trên đảo Sông Tử Tây. Là người đi nhiều, viết nhiều và đã tham dự nhiều lễ chào cờ và các ngày lễ lớn tại đất liền. Lần này ra đảo, các thành viên trong đoàn chia sẻ cảm nhận. Khi mà cái cảm xúc đã dâng trào, khi mà lần đầu tiên tôi được đứng dưới lá cờ Tổ quốc ở giữa đảo Sông Tử Tây và hát cái bài hát quốc ca của chúng ta, lúc đó thì lòng chúng tôi hát với tất cả cái nội lực của mình và cảm thấy rằng là đất nước của chúng ta chưa bao giờ mà nó thiêng liêng đến thế. Tôi đi ra Trường Sa thì tôi có một cái cảm nghĩ, tức là có nhiều cái đổi mới đặc biệt. Tức là cuộc sống của anh em ở trên đảo bây giờ là có nhiều cải thiện. Tuy rằng là cũng còn nhiều khó khăn, nhưng mà thực tế thì hiện nay thì cũng có nhiều cải thiện. Thì đấy là một cái điều hết sức là phấn khởi. Tại các buổi gặp mặt quân và dân trên đảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Biên nhấn mạnh, biển đảo thềm lục địa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, phát huy bản sắc dân tộc và anh bộ đội Cụ Hồ.
các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa ngày đêm không quản gian khó, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn trân trọng sự hy sinh, ý chí, nghị lực của quân và dân trên huyện đảo. Mỗi thành viên trong đoàn công tác nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước, thực hiện và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nơi đất liền, quân dân cả nước nói chung, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn hướng về Trường Sa thân yêu với tinh thần Trường Sa vì Tổ quốc vì Trường Sa. Những năm qua, cùng với quân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các tổ chức cá nhân, trong đó có đảng bộ và chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn rất quan tâm và dành nhiều tình cảm, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp một phần vật chất, tinh thần vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Đã có nhiều đoàn công tác ra thăm và động viên quân dân trên các đảo. Những đóng góp ấy chỉ là một phần rất nhỏ bé trong phong trào chung của cả đất nước. Nhưng đó là những tình cảm, tấm lòng của quân và dân trên đất liền đối với Trường Sa. Trong chuyến thăm lần này, tàu KN390 đã đưa đoàn công tác số 6 đến thăm lần lượt các đảo sông Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Lan Đao, Trường Sa Lớn, đảo Thuyền Chài A, An Bang, Đà Lạt và nhà giàn DK1/8 Quế Đường. Chiều cùng ngày 18 tháng 4, đoàn đã đến điểm đảo Đá Nam. Đảo Đá Nam là một đảo chìm nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo sông Tử Tây khoảng 3,5 hải lý về phía tây nam, là một trong những đảo có vị trí quan trọng trên quần đảo. Đảo Đá Nam nằm theo hướng đông bắc tây nam, dài khoảng 2,3 km, rộng khoảng 1,5 km. Khi thủy triều thấp, có nhiều đá mồ côi nhô lên khỏi mặt nước. Từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm, thường có bão đi qua khu vực đảo. Có những tháng cao điểm mưa to, gió lớn, gây khó khăn cho tàu ra neo đậu làm nhiệm vụ tại đảo. Sáng ngày thứ Tư, ngày 19 tháng 4, tàu KN390 đã đưa đoàn công tác đến đảo Đá Thị. Đảo Đá Thị nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Sơn Ca khoảng 6 hải lý về phía đông đông bắc. Đảo Đá Thị là đảo đá ngầm dài khoảng 2 km, rộng khoảng 1,3 km. Đảo có độ dốc về hướng đông nam, độ sâu của đảo không đều. Về thời tiết ở đây, cơ bản có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 25 độ đến 29 độ, thấp nhất 14 độ, cao nhất 35 độ. Chiều ngày 19 tháng 4, đoàn đã đến đảo Nam Yết, là đảo nổi nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa, nằm cách đảo Ba Bình, Đài Loan đang chiếm giữ khoảng 11 hải lý về phía nam, cách đảo đá Ga Ven, Trung Quốc đang chiếm giữ khoảng 7 hải lý về phía đông. Đảo Nam Yết có diện tích khoảng 0,6 km2. Đất trên đảo là cát san hô nên hầu như không trồng được các loại cây ăn quả, rau, chỉ phù hợp với các loại cây nước lờ như mù u, bàn quả vuông, phong ba, dừa và các loại cây leo, cỏ dại. Đất qua cải tạo có thể trồng được rau muống, bầu, bí, đảo không có nước ngọt. Đúng theo kế hoạch, sáng ngày 20 tháng 4, các xuồng nhỏ của tàu KN390 đã cập cầu tàu đảo Sinh Tồn Đông, là một đảo nổi thứ ba trong chuyến hành trình đoàn công tác đã đến, nằm ở khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa, cách cụm đảo Sinh Tồn khoảng 15 hải lý về phía tây. Đảo chạy dài theo hướng tây bắc đông nam và nằm trên một nền san hô ngập nước. Xung quanh đảo có bờ cát rộng đến 10 mét. Phía hai đầu đảo có hai giòi cát. Cả hai giòi cát này thường di chuyển theo mùa sóng gió. Cũng trong sáng ngày 20 tháng 4, đoàn đã di chuyển đến đảo đá chìm Lan Đao. Vào thời điểm đoàn đến, nước thủy triều xuống thấp nên các thành viên trong đoàn đã cử người đại diện vào đảo để tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ túc trực nơi địa bàn thường xuyên xảy ra xung đột. Cùng với hai đảo đá Cô Linh, Gạt Ma, cụm đảo này nổi lên như ba cạnh của một hình tam giác. Bề mặt đá Lan Đao tương đối bằng phẳng. Khi nước triều xuống, có thời điểm
bãi cát tạo thành hình bản đồ Việt Nam. Trong chuyến hành trình đến với huyện đảo Trường Sa, chiều ngày 20 tháng 4, tàu KN390 đã thả neo trong khu vực đảo Lan Đao, cách đảo Sinh Tồn về phía đông 6,5 hải lý, cách đảo Cô Linh, Gạt Ma về phía đông bắc là 5,5 hải lý để làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Vùng biển này cách đây 31 năm, vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, đã diễn ra cuộc chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong sự kiện này, 64 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả. Và cũng tại nơi đây, nơi các anh đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn tươi đẹp nhất. Và từ đó cho đến ngày nay, cứ vào dịp 14 tháng 3 hàng năm, những người lãnh đạo lại thắp hương để tưởng nhớ tới các anh. Các con tàu đưa các đoàn đại biểu đến thăm đảo đá Lan Đao thường dừng lại, thả những vòng hoa xuống biển và dành thời gian mặc niệm tưởng nhớ đến các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Trong diễn văn đọc tại lễ tưởng niệm, Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, trưởng đoàn công tác số 6 nhấn mạnh: trong giây phút thiêng liêng xúc động này, với lòng thành kính và niềm thương tiếc vô hạn, đoàn công tác số 6 xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, xin bày tỏ lòng kính trọng, đồng cảm và biết ơn sâu sắc với thân nhân các anh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp sau lễ tưởng niệm, gần 270 thành viên trên tàu KN390 đã dâng hương, thả hoa và chim hạc cháy xuống biển, nghe kể về những tấm gương anh dũng hy sinh, xả thân vì nước của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi thấy rằng là ở đất liền thì các cái điều kiện thì rất là thuận lợi cho cái việc tổ chức lễ tưởng niệm. Tuy nhiên ở đây thì giữa biển trời mênh mông như vậy thì chúng ta cũng đã làm rất là tốt cái lễ tưởng niệm. Và mỗi cái người trong cái đoàn công tác cũng đã dâng lên một cái niềm cảm xúc rất là xúc động và cảm thấy là rất là biết ơn các anh hùng đã liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Sau buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong khu vực đảo Lan Đao, sáng ngày 21 tháng 4, theo kế hoạch, đoàn đã đến đảo chìm thuyền Chài A. Đây là bãi đá san hô có hình dáng như con thuyền nằm theo hướng đông bắc, cách đảo Trường Sa lớn 87 hải lý. Khi thủy triều xuống thấp, thềm san hô bao quanh bãi nổi. Từ năm 1988 đến nay, công binh hải quân đã xây dựng trên thềm bãi đá san hô 6 ngôi nhà kiên cố, gồm các điểm A, B, C để khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chiều cùng ngày, đoàn công tác số 06 đã đến đảo nổi An Bang. Đảo An Bang nằm ở phía nam quần đảo Trường Sa. Đảo này có diện tích hơn 8.000 m². Chất đất trên đảo là cát san hô, không có nước ngọt nên không trồng được rau xanh. Là đảo có sân bãi để trực thăng đậu đỗ, có đèn biển do Tổng Công ty Đảm bảo Hàng hải miền Nam đảm trách. Trong hải trình đến với Trường Sa của đoàn công tác số 06, đoàn thành phố Đà Nẵng là đoàn chủ công trong các cuộc giao lưu văn nghệ giữa những người con đất liền với các bộ, chiến sĩ hải quân trên đảo chìm, đảo nổi. Và trên mỗi chuyến hành trình đến huyện đảo xa xôi, năm nay đến với Trường Sa, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng có 50 thành viên tham gia, trong đó có 12 nghệ sĩ của đoàn ca múa nhạc nhà hát Trường Vương. Được chuẩn bị hơn 100 tiết mục văn nghệ, vì thế, ngay từ những tiết mục đầu tiên, đoàn ca múa nhạc nhà hát Trương Vương Đà Nẵng đã đem đến không khí sôi động với những ca khúc về biển đảo quê hương, về tình yêu và tuổi trẻ. Cùng em, ca khúc được mang tên Đừng Như Thói Quen. À,
lần này ra với đảo thì em không còn bỡ ngỡ, nhưng mà tình cảm thì vẫn luôn đong đầy, như là vẫn luôn tràn trề xúc động, dễ xúc động khi mà nhìn thấy những sự cố gắng của các anh, nhìn thấy những gian khổ của các anh, em luôn luôn xúc động và không khỏi là giấu đi những giọt nước mắt của mình. Và chúng em cố gắng sẽ hoàn thành tốt cái công tác mang lại tiếng hát, những niềm vui cho các anh ở đảo. Không chỉ có đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp của Đà Nẵng đến với Trường Sa và nhà dàn DK1/8 Quê Đường lần này có 19 đoàn cùng đồng hành. Do đó, ngoài các tiết mục do đoàn ca múa nhạc nhà hát Trương Vương chuẩn bị, còn có sự tham gia rất nhiệt tình của các ca sĩ chuyên và không chuyên của các đoàn. Mỗi một đoàn đều đem đến cho đêm diễn những tiết mục mang nét đặc trưng văn hóa của mỗi vùng miền, tạo nên sự đa dạng phong phú cho đêm giao lưu, để lại ấn tượng sâu sắc, cảm động cho cán bộ chiến sĩ hải quân và những người con đất liền được vinh dự tham gia chuyến đi này. Đến đây thì tôi được xem một cái chương trình văn nghệ, và điều rất là ngạc nhiên và khiến chúng tôi cũng rất là khâm phục với các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa này, ở giữa một cái nơi biển đảo xa xôi như vậy, với những cái thời tiết điều kiện rất chi là khắc nghiệt, nhưng mà các chiến sĩ của chúng ta cũng đã biểu diễn những cái chương trình nghệ thuật rất là hay, rất là cảm xúc và rất là dễ thương. Điều này cũng cho thấy là bên cạnh cái nhiệm vụ cao cả thiêng liêng bảo vệ từng tất đất, tất vàng của Tổ quốc, nhưng mà các chiến sĩ của chúng ta cũng rất là lạc quan, cất lên những cái lời hát thể hiện cái tình yêu của đất nước. Bên cạnh việc tham quân và dân trên các đảo, sáng ngày 22 tháng 4, đoàn công tác Đà Nẵng đã đến dự lễ khánh thành và bàn giao nhà văn hóa đa năng tại đảo Đà Lạt, tỉnh Khánh Hòa. Công trình nhà văn hóa đa năng tại đảo Đà Lạt do đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đóng góp xây dựng với số tiền là 40 tỷ đồng. Được khởi công từ cuối tháng 1 năm 2018, công trình nhà văn hóa đa năng tại đảo Đà Lạt đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với quy mô xây dựng nhà cấp 1, có diện tích đất khoảng 900 m2, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng ngầm và 1 chòi quan sát, có các bể dự trữ nước ngọt, vườn rau, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm và chiếc cầu nối với nhà cũ dài hơn 71 m. Đây là loại công trình dân dụng đặc thù ngoài biển do công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 thuộc binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng đảm nhận thi công. Đến nay đã bàn giao và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Đến dự lễ khánh thành và bàn giao nhà văn hóa đa năng tại đảo Đà Lạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên cho biết. Với tinh thần vì Trường Sa thân yêu, hôm nay chúng tôi thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà văn hóa đa năng tại đảo Đà Lạt, quần đảo Trường Sa. Đây là công trình thể hiện tình cảm của thành phố Đà Nẵng dành tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả, hy sinh của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển, bám đảo, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận món quà vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi tặng cho quân dân trên các đảo Trường Sa nói chung và điểm đảo Đà Lạt nói riêng. Trong bài phát biểu của mình, Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam nhấn mạnh. Công trình nhà văn hóa đa năng là món quà hết sức ý nghĩa. Trước hết thể hiện tấm lòng, sự quan tâm, sẻ chia những khó khăn về cơ sở vật chất đối với quân dân đảo Trường Sa. Đồng thời, đây là thể hiện trách nhiệm rất lớn, sự trung sức của đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Món quà này là dấu ấn thấm đượm nghĩa tình quân dân, là nguồn động viên lớn lao kịp thời đối với cán bộ chiến sĩ Trường Sa nói chung và quân dân huyện đảo Trường Sa nói riêng, tạo thêm thế đứng chân, thế phòng thủ vững chắc liên hoàn cho đảo, tạo thêm sức mạnh để quân dân huyện đảo Trường Sa trụ vững nơi tuyến đầu biển đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhà văn hóa đa năng tại đảo Đà Lạt
không chỉ là nơi để cán bộ, chiến sĩ trên đảo có nơi rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, mà là trạm dừng chân của các ngư dân đánh bắt hải sản, trú tránh bão và làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Nhân dịp này, đoàn đã thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đà Lạt và công nhân công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, đơn vị đã thi công công trình nhà văn hóa đa năng. Chiều cùng ngày 22 tháng 4, tàu KN390 đã cập cầu cảng Trường Sa lớn, được mệnh danh là thủ đô của huyện đảo Trường Sa. Đảo Trường Sa nằm ở phía nam và là đảo lớn của quần đảo Trường Sa, cách Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa khoảng 254 hải lý. Những tháng mùa khô, khí hậu rất khắc nghiệt, nhưng đây là thời kỳ sóng yên, biển lặng, rất thuận lợi cho các đoàn khách từ đất liền ra kiểm tra, thăm hỏi, động viên bộ đội và nhân dân trên đảo. Đồng thời, cũng là mùa đánh bắt hải sản của ngư dân các tỉnh ven biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Đảo Trường Sa, thị trấn Trường Sa là trung tâm hành chính của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh các đơn vị quân đội, trên đảo có các hộ dân, các công trình dân sự, văn hóa tâm linh như trạm khí tượng thủy văn nằm trong hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia và thế giới, nơi thường xuyên cung cấp tình hình thời tiết, khí tượng ở khu vực Biển Đông, có nhà khách thủ đô, nhà tưởng niệm Bác Hồ, tượng đài liệt sĩ, chùa chiền. Nằm ở trung tâm quần đảo Trường Sa là nơi thuận tiện cho ngư dân tránh gió. Nhiều năm qua, ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi và một số địa phương ven biển Nam Bộ, mỗi khi đánh bắt xa bờ, ra khơi sản xuất, bất ngờ có bão, đau ốm, bệnh tật, phần nhiều đã đến Trường Sa tạm lánh, điều trị, tiếp nhận nước ngọt, thực phẩm và rau xanh. Với vị trí thuận lợi, Trường Sa có thể trở thành địa chỉ cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá. Sau 8 ngày vượt hải trình, lần lượt thăm 4 đảo nổi và 6 đảo chìm, sáng ngày 23 tháng 4, tàu KN390 đưa đoàn công tác số 6 đến nhà dạng DK1/8 Quê Đường, điểm đến cuối cùng của vùng biển Cụm Tư Chính thuộc thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Đúng vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, trong giờ phút thiêng liêng giữa mênh mông biển trời, đoàn công tác cùng các bộ, chiến sĩ quân chủng hải quân có buổi lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thay mặt toàn đoàn đọc diễn văn tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, trưởng đoàn công tác bày tỏ niềm xúc động, tấm lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ nhà giàng DK1 và các tàu trực đã hy sinh anh dũng nằm lại ở giữa biển. Có mặt nơi đây, chúng tôi không thể nào quên những cơn bão lớn vào năm 1990, 1996, 1998 và năm 2000. Bão tố và sức tàn phá khủng khiếp đã làm đổ một số nhà giàng, nơi cán bộ, chiến sĩ hải quân chúng ta đang có mặt thực thi nhiệm vụ. Trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, các đồng chí đã tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với đảng, với tổ quốc, với nhân dân. Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, quân chủng hải quân anh hùng, vẫn bình tĩnh, kiên cường bám trụ. Với lòng thành kính biết ơn và tiếc thương vô hạn, toàn thể đoàn công tác chúng tôi xin nguyện mãi mãi tiếp bước lý tưởng của thế hệ đi trước. Mỗi người, dù ở cương vị khác nhau, nguyện đem hết sức mình, đồng hành với các lực lượng giữ biển, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đúng theo kế hoạch công tác của đoàn, ngay sau khi kết thúc lễ tưởng niệm tại tàu KN390, vì điều kiện thời tiết không thuận lợi, đoàn chỉ cử đại diện lên thăm cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàng DK1/8. Đại diện đoàn công tác số 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên nhiệt liệt chào mừng các cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Hải quân đang thường trực chiến đấu trên nhà giàng DK1/8 Quế Đường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự vui mừng, vinh dự, tự hào được đặt chân đến vùng đặc quyền kinh tế phía Nam, thăm nhà giàng trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa phía Nam của đất nước. Ngay trong ngày 23 tháng 4, tàu KN390 nhổ neo tiến về đất liền để kết thúc hải trình thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàng DK1/8 Quế Đường. Sau gần 10 ngày đêm vượt sóng trên chuyến tàu KN390 của Quân chủng Hải quân Việt Nam. Việt Nam! Đường Sa! Việt Nam! Đường Sa! Việt Nam!
đặc biệt, hoàn thành nhiệm vụ, mang hơi ấm từ đất liền đến với đảo xa và chuyển tình cảm, vị mặn nồng biển cả của quân và dân huyện đảo Trường Sa gửi về với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng mến thương.